Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh em nhá. Ok, lại tiếp tục lên cho quý vị một cái bộ dàn nữa. Em này thì đến từ thương hiệu Kenwood. Đấy, trước màn hình quý vị đang xem thì đây là tổng quan về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, gồm có hai loa và một công suất. Rồi, đi thẳng vào luôn vấn đề quý vị nhá. Đấy, em cho nhỏ một chút này. Đây, loa đây. Đấy, màu gỗ nhìn rất đẹp nhá. Với công suất tổng 40W hai loa và trở kháng từ trước là 6 ohm. Đấy, đây. Hàng bãi nhưng phải nói là rất là ok quý vị ạ. Đấy, các góc cạnh đều rất ok. Đấy, ngoại trừ đôi này về thì nó không có căng thôi, chứ còn tổng quan thì khỏi phải bàn luôn. Đấy, các góc cạnh long lanh luôn nhá. Đây. Đấy, xuống cuộc đời luôn nhá. Những con loa nó phải nói là rất ưng ý quý vị ạ. Rồi, tiếp theo về kích thước, em này là rộng 15, sâu là 20, cao là 23 gì đó. Về tiếp tục đến công suất ở đây. Đấy, công suất đây thì quý vị có thấy ngay. Đấy, bọn em công suất Kenwood phải nói là rất độc đáo nhá. Đây, chưa hết nhá. Đây, độc đáo còn thế này nữa cơ. Nhấn cho em cái, đấy. Kéo khay này ra, rồi. Sợ các bé nhà mình bấm đúng không? Xong, bấm đi, đấy. Bấm vào đây à, bấm vào đây à, hay bấm vào đây. Đấy, quá xịn sò nhá. Rất cẩn thận. Đấy, mở ra. Rồi, chọn chức năng gì, thích CD đúng không? Nhấn trong cái play. Đấy. Rồi, CD đây. Đấy, quý vị nhìn thấy CD chưa, đang chạy chưa? Lách bài gì? Có đúng lách bài không? Nhấn cho em cái. Đấy, lên nhạc ngay, rất đơn giản nhá. Riêng cái dòng Kenwood nhá, tốc độ xử lý tín hiệu cực kỳ nhanh nhá. Đấy, nhấn phát có bài khác ngay, rất đơn giản. Đấy, CD, có MD này, em thử xem cái MD nó còn hoạt động không nào. Đây rồi, có cái đĩa tiếng Nhật đây thì quý vị nghe tạm nhá. MD này. Ok, MD hoạt động luôn này. Vậy là con này lôm la là điện thoại ok này, MD ok này, CD ok này, ba chức năng rồi. Tiếp tục đằng sau xem còn cái gì để hay ho để thử tiếp cho quý vị nhá. Đây, mặt sau đây. À đây này. Con này có thêm cả đường quang này. Đấy, quang này có vẻ là quang in rồi. Rồi, rất ok nhá, quang in. Bên dưới có em thử tiếp đường quang xem thế nào nhá. Nhưng mà thông thường thì với những cái dòng Kenwood này thì nó giải mã thì thường là phải có mồi nhá, giải mã mồi. Đấy thì để em thử xem nó như thế nào. Ok nhá. Đây thì với cái con mà giải mã bằng cần mồi như này thì quý vị phải nhìn cho kỹ nhá. Đấy. Thì em quay cái video này thì quý vị nào mà chưa biết rõ nhá thì có thể nhìn vào đây luôn. Còn bác nào mà thông thạo về cái đĩa có tên là giải mã mồi rồi, cần mồi rồi thì thôi, bỏ qua đi nhá. Đấy. Thì ok, ở đây thì coi như là cái TV đi nhá. Đây là cái Smart TV được chưa? Đấy, lấy tín hiệu out này. Cắm vào đường in cho em này. Đấy. Đây. Cách sử dụng đĩa mồi nhá. Bình thường thì để chế độ. Đây, bình thường em cho về CD đi. Đấy, bình thường thì đang quý vị đang nghe CD nhá, được chưa? Đấy, bình thường thì đang nghe CD. Bây giờ quý vị muốn về giải mã đúng không? Làm giải mã đúng không? Đây. Trước tiên mở TV lên cho em, kết nối dây rồi nhá, kết nối dây xong, mở TV lên. Đấy, TV bắt đầu hoạt động nhá. Rồi, chưa có tín hiệu vào đúng không? Nhấn cho em MD. Đây, nhấn MD. Tức là quý vị phải cho đĩa MD vào rồi nhá. Đấy, cho đĩa MD vào rồi. Sau đó nhấn MD này. Đấy, nhấn MD này. Đấy. Nhấn play của MD nhá. Đấy, sau đó là nhấn stop. Z. Đấy. Thì lúc này là giải mã bắt đầu hoạt động này. Đấy. Còn nếu quý vị mà muốn chuyển sang CD hay chuyển sang điện thoại nhá, lại nhấn stop cho em. Đấy, sau đó nhấn CD. Thì lúc này nó sẽ về CD nhá. Đấy là cái cách mà giải mã bằng mồi. Đấy thì quý vị nào mà chưa rõ thì có thể tua đi tua lại xem nhá. Đấy. Đấy, tua đi tua lại nha, bởi vì là cái cục này thì nhà em cũng không có cục thứ hai để mà hướng dẫn cho quý vị đâu. Thế nên là bác nào mà chốt là phải xem kỹ video nhá. Đấy, cái cách mà làm giải mã mồi như này. Được chưa? Đấy. Ok, đấy là em thao tác một lần nữa nhá. Muốn giải mã, mở TV lên, kết nối dây xong. Nhấn MD. Nhấn MD xong, nhấn stop. Đấy, sau đó ấn Z này. R, E, C này.
Đấy, thì lúc này là giải mã bắt đầu digital hoạt động này. Đấy. Và lúc này là quý vị chỉnh volume lên. Đấy, to nhỏ tùy thích nhá. Chiều buồn Cali anh nhớ Sài Gòn, người tình hoa văn duyên. Ok đây, em tắt TV đi này. Đấy, tắt TV đi thì nó sẽ không có tín hiệu vào đúng không? Mở TV lên. Thì lúc này TV hoạt động thì nó mới có tín hiệu nhá. Đấy. Em vẫy tay chào ngày đó chưa phai còn mãi trong anh áo. Rồi, đấy là về cái phần giải mã, tiếp tục em thử tiếp cái đường điện thoại nhá. Đấy, nhấn điện thoại thì quý vị lại nhấn stop cho em. Đấy, tức là để thoát ra, thoát chế độ giải mã ra, nhấn sang AUX. Và lúc này là quý vị kết nối điện thoại lên qua thông qua 3 dây 3.5. Đấy, một đầu AV đầu còn lại 3.5. Đấy, sau này quý vị mở nhạc lên. Đấy, cho volume lên là nghe nhạc thôi. Đấy, nó cũng đơn giản mà. Nó không có gì phức tạp cả nhá. Không có gì phức tạp đây cả. Đấy. CD này, CD dạng đĩa luôn nhà này. Đấy, thấy không? Xịn sò không quý vị? Quá xịn sò. Đấy. Sau khi chỉnh xong rồi thì sợ các bé thì đây. Ok, giá của bộ này nhá, em xin báo luôn, xả sốc cho quý vị trong ngày hôm nay nhá. Bộ này là 960.000. Vâng, quý vị không nghe nhầm nhá, 960.000. Alo ngay cho em qua số điện thoại là 0966 594581 nhá. Bình thường con giải mã này không, quý vị mua đã khoảng gần triệu rồi. Đấy, chưa nói tính là đến loa nhá. Trong khi đó quý vị mua một con này vừa có thể giải mã CD mà đều ok. Tuy nhiên quý vị vẫn có thể ghép nhạc làm công suất nghe nhạc. Đấy, quá xịn sò luôn. Mua một mà được hai luôn nhá. Đấy, bộ dàn này quá chất luôn. Nhưng tuy nhiên nhá, cái MD, cái CD này thì em thử thêm cho quý vị. Còn em bán cho quý vị chức năng chính là chức năng công suất. Còn CD MD em không quan tâm nhá, không quan tâm. Đấy, và test thêm cho quý vị thôi. Rồi, ok, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhá.